hai anh em mình xin kính chào cô bác chị các bạn. Xin chào cô chú anh chị và các bạn. Chúc từ đây buổi chiều hai anh em mình cũng xin kính chúc cô bác anh chị các bạn được thật nhiều niềm vui, sức khỏe. Thì Hằng hổm thấy anh ba ăn cái món mình hầm xì dầu này, thì Hằng quá thèm, Hằng yêu cầu mình hổm gài mấy ngày rồi nhưng mà mình chưa có làm, hôm nay mình làm. Thì Hằng thì yêu thích ăn cái móng giò này. Đây mình mua cái ba cái giò này mình. Hôm nay mình chiều Thúy Hằng, còn anh ba thì hổm anh ăn chưa đã thèm, anh yêu cầu mình là làm thêm ăn cho anh ăn. Bữa nay là cũng như là bữa ăn chưa đã thèm đâu. Giờ đã thèm không? Bữa nay làm lại ăn có đã thèm không thôi. Anh ba thì phần ba gọi. Thúy Hằng thì phần giò, thì dắt này Thúy Hằng đương nấu rượu cho anh ta. Nấu rượu cho anh ta hình như chắc là chưa xuống. Thì hỏi mình nấu chín thì anh ta ăn trước hả anh ba? Thì cái món này thì mình áp chảo, nhưng mà hôm nay mình mua cái ra ngoài chợ người ta mua người ta chặt sẵn hết rồi. Mình không áp chảo nhưng mà mình khử mùi. Mình khử mùi đây mình có chuẩn bị rượu, gừng, chanh và muối. Đây. Còn mình nấu là xì dầu. Đồ nếm hương thông thường. Đây là quế khâu, bông tai vị với lại ba cái cây quế. Cây quế thường mình trồng. Thơm lắm á. Đây là hành để mình lót. Rồi mình có ăn kèm. Ăn kèm là cái như mình cái thìa. Cái thìa này mình tận dụng cái nước, mình bỏ cái bột bắp vô cho nó sệt lại, mình bỏ mì và cải này vô. Rồi mình nấu ba trái dừa xiêm. Muối. Gừng. Dắt miếng chanh mềm không ba? Rượu trắng. Dắt hết hai cái bỏ sát vô luôn. Rồi mình chừa lên ít để hồi mình nấu luôn. Vừa đây tôi uống luôn đấy. Cho nó sôi lên cái mình bỏ thịt vô. Cái thời gian mình chờ cái nước sôi, mình pha cái nước ốp, củ trắng, nước tương đen, bột ngọt, chút xíu hạt niêm, đường. Cái mình áp chảo thì da nó vàng, còn cái này mình khử mùi thì da nó không có vàng, nên nó không đẹp. Mình tạo thêm miếng màu. Cho miếng màu bạch tôm vô. Thì mình nhắc xuống, mình đẩy nắp lại. Trong vòng 10 phút sau nữa mình mới rửa. Cái thịt mình để 10 phút xong mình rửa sạch hết rồi. Thịt thì khử mùi rất là thơm, rồi có rượu với lại gừng rất là thơm. Rồi bắt đầu mình ốp. Nhưng mà những món ăn mình làm cũng nhiều cách. Cái này mình không có áp chảo. Sơn thì một khi Sơn làm cái món ăn nào thì Sơn cũng lúc nào cũng để tâm tâm vô trong món ăn. Thì nhiều khi Sơn nấu nhiều khi cũng nhiều cái nó cũng còn thiếu sót, còn nêm nếm thấy cô bác chị các bạn thấy không có đúng món ăn đó, thì Sơn đây thì cũng rất mong được cô bác anh chị các bạn thương và đóng góp ý kiến cho Sơn. Sơn để ngày càng làm còn món ăn còn cải thiện và ngon hơn. Sơn xin chân thành cảm ơn. Mình ở đây tầm tiếng sau nữa mình mới nấu cho nó thấm. Chắc này nãy giờ trên tiếng, chắc là mình gót cái này vô mình nấu. Hành lá, còn cái gốc mình tận dụng hồi cái gốc mình để mình nấu mì ăn. Đây gừng. Quế khâu với bông tai vị luôn. Lên cái mình đổ nước vô liền, đổ nước dừa vô.
luôn. Quá sức ngon. Mình để cho nó mềm chút xíu cái mình gấp cái thịt ba chỉ này ra, còn cái giò mình cứ hầm cho nó bung. Gấp cái thịt ba gọi này ra trước. Tại cái thịt ba gọi này hồi mình nấu lâu cái ba gọi nó mềm lắm không ngon. Rồi chút xíu mình bỏ lại. Khi mà cái giò heo nó bung mình bỏ vô lại cho nó rút cái nước ớt nước nấu này vô. Wow. À, sệt là mình cho miếng bột bắp vô. Đó, cho nó sệt lại lên lấy cái dùng cái nước đó mình xào cải với mì. Đó, sệt. Đó, quá đã luôn. Quá hấp dẫn luôn. Rồi, nhấc xuống. Cái cải thìa này mình luộc mình đổi nước đá, đổi nước đá nãy giờ chắc là mình vớt ra cho nó gáo mình xào. Còn cái hành này thì mình bỏ trực tiếp vô, mình không có luộc. Cái hành này cho nó giòn. Cũng rất mong cô bác chị các bạn thông cảm cái đoạn sau tới là mình xào là mình tắt tiếng tại vì kế bên mở nhạc lớn quá. Cũng rất mong cô bác chị các bạn thông cảm với Sơn. Dắt này Thí Hằng chưa có xuống, anh ăn trước ha. Rồi. Anh ăn trước đi rồi coi ăn hết không ăn. Hết thì chung là mình anh em cái này cũng số lượng này cũng không phải là thử thấp ít ha. Ăn hết tặng cho 5 xị uống hơi chơi. Ủa, 2 xị chứ lộn hết này. Hết tiền quên. Còn 2 xị chuẩn bị sẵn. Này, ăn hết tặng 2 xị uống hơi chơi ha. Rồi. Mời cô bác chị Dũng anh ba. Mời cô chú anh chị các bạn dùng mỡ heo xào mì. Thịt ba gọi. Mỡ. Rồi ăn anh. Vô. Ngon. Ngon hả? Ăn bữa không ngon rồi, bữa nay đòi ăn nữa. Gốc hành còn cà khấu luôn anh có nước tương ớt, khỏi ớt kìa, chan lên ăn đã. Để cực tay quá không? Đổ nước tương lửa đi cho thuận tay. Đúng rồi, để nghịch tay. Khó ăn. Cái này mình mua thịt sáng mình mua thịt là ký gửi, nhưng mình xào mì với thịt cũng nhiều,
cải cũng nhiều, đào hơi nhiều chút nên là chịu lợi ít để cho con gái mình với con gái thứ hai để nó có ăn mì. Chứ không phải ít mà nhiều lắm. Cái này hai gói mì cải ký mấy thịt mình lấy là có hai cục.
cứ ăn nổi.
Còn chút bỏ lên thôi. Chết xíu, ghét gì. Ba, cái cảm nhận ăn nó này nó ngon không ba? Ăn bây giờ nó ngon quá, không có nấu lên được lên lời. Nó ngon quá trời. Đến lụm này cái coi. Để uống pho cho anh. Qua. Hai anh em mình cảm ơn cô bác chị các bạn. Chờ Thúy Hằng xuống thì Thúy Hằng ăn đoạn nữa. Thúy Hằng xin chào ông bà, cô bác, anh chị em và các bạn. Đây
Hôm nay chị với em nè, bữa thấy em nói anh thấy ba ăn thèm quá, đây hôm nay làm nè. Đúng rồi, bữa thấy ba làm món này đúng rồi đó. Bữa thấy ba ăn thèm món này nè. Nhưng mà anh ba ăn thì thịt mỡ, em mỡ thì em hơi ngán. Hôm nay em làm móng giò heo này cho ba ha. Đúng với em rồi. Đúng với em. Ok, cái này giống như là ăn hết thì tặng cho em hai sĩ để uống cà phê, gọi cho cháu thì cũng được. Nhưng mà không hết thì được ăn thôi nha. Cái số lượng là cũng rất là nhiều nha. Dạ. Dạ ok. Rồi, mời cô bác chị Dũng nha em. Cái hàng mời bà cô bác anh chị các bạn dùng giò heo với đấy hàng nha. Ở ngoài hôm nay vòng vòng đám nhiều quá tầm ở nhà lớn quá, hai anh em vô nhà luôn, cũng rất mong của ba chị các bạn thông cảm cho hai anh em mình vô nhà khi nó ngọt nghẹt. Lấy dùm cái dĩa em. Lấy cái dĩa dưới lên đừng ăn hằng. Lấy dĩa đừng siêu hằng. Vì nó nhỏ quá.
ngon lắm chưa? Ngon hả? Ừ. Ngon thì thưởng thức cho ngon em. Thì thằng nói mình thích ăn cái móng giò heo này, mình hầm bung luôn, ăn mềm ngon. Anh nói thiệt em, anh làm chứ anh chưa biết cái hương vị nó cay sao đấy. Số anh ba ăn một phần thịt ba gọi, còn chân móng là một phần của em. Giò heo nè, nó bông ra vậy nè mà ăn nó thịt nó mềm. Nó có mềm không nói là vừa ăn, dẻo dẻo. Làm món nè, ngay món ưa luôn sao? Ngon quá, ăn thịt trước à. Lần nào thèm mình mới nói hé hé cho anh biết được là bằng cái này cho anh ngon thiệt. Không thấy ba nó ăn mà nó nuốt miếng bực bực. Mì mà làm thêm cục nữa cả. Cho đã có thèm á. Tới luôn. Nãy giờ anh ngồi ở đây, anh cũng nuốt dữ lắm nuốt rồi ha. Mà không thấy dễ thì ít quá mà. Để em ăn cho em. À,
chung là bữa nay anh làm có tình làm cho em ăn vừa phải để em thưởng thức cho ngon miệng thôi, chứ anh không cho ăn số lượng lớn. Cứ cho anh cục mà ngon quá thôi. Nó bên này làm món hay ngon à? Ngon à? Ừ. Hôm nay tội nguyện không? Có khi nào làm nữa không sao? Có, hãy em có yêu cầu là em sẽ làm nữa. Mà hãy mà làm hoài món này thì có quá thì bạn xem thì Thi cũng nhàm. Hãy khi nào mà có thì có yêu cầu anh làm thì anh sẽ mới làm, còn không thì từ từ có thể năm sau làm tiếp. Chắc tối nào nay về làm cũng bao nó cho ướt được ăn này nữa. Đá xào, ngâm nước đá xào giòn. Gia vị cục thịt nó vô trong món mì nó ăn ngon. Cái nước nấu cho một bóc vô cái nó sạt lại xào cái mì với rau. Ngọt. Cái đó ngâm nước đá, ngâm nước, anh luộc ngâm nước đá giòn. Mà em cũng tội nghiệp anh với anh thương ơi, anh nói em ăn hết thịt em cho anh cây cải nha. Thôi. Đừng cho thịt nghe cũng mừng, để cho cây cải. Rồi chơi thôi, ăn cho ngon miệng bữa đêm. Hôm nay số lượng cũng ít chứ không nhiều, so với em là số lượng cũng ít. Nhưng mà là mình ăn hết như là mình cũng no dữ lắm. Thứ hành vậy tầm như thế là vừa chưa đến nỗi là no hết á. Có chút chút nữa ngon quá, có chút chút nữa ăn cũng hết á. Tội nghiệp anh giờ một thịt nó chảy nó giải rồi, để mang đi cho giải quyết chơi rồi. Thank you.
nó ăn cái món này thiệt đã. Để không thích ăn gỏi sống á hả? Gỏi bỏ cái dĩa này, lấy vô dĩa này ăn luôn. Không có thích ăn tỏi sống thì gọi cái tỏi sống cho em. Thôi tỏi sống. Em nào cũng ăn được nhưng mà ít thôi. Ăn luôn.
sắc sắc luôn, hết luôn. Mấy cái tỏi mà được không ta? Ừ, tỏi ăn em. Tại sao rồi? Cho anh biết cái cảm nhận em ăn cái món này nó sao hả? Mì cào xào với cải á. Con cải nó giòn ha, nó nước. Anh làm món mà nó ngon ha, cục thịt á thì nó bong ra mà nó cái giò heo nó dẻo dẻo. Dạ. Yeah. Mình cải nó giòn ăn, nói chung hòa lại với nhau ăn ngon quá. Quá ngon hả? Mình nằm bao nữa chắc anh xào cho thêm dĩa nữa quá. Rồi em nhận hai sĩ đó, uống coi đi em. Cảm ơn Sơn. Hai anh em mình cảm ơn cô bác thì các bạn đã dành thời gian quý báu xem clip và đăng ký kênh của mấy anh em mình. Mấy anh em mình cũng xin kính chúc cô bác anh chị các bạn được thật nhiều sức khỏe. Chào em, bye bye.